Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, trong đó có ân điển của Ngài chúc phước trên chúng ta để chúng ta có lời của Ngài, cũng như là chúng ta có đủ thời gian để học chương trình cuộc đời Chúa cứu thế sáu quấn. Và khi mà chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta làm theo ý muốn của Ngài, trong lời của Ngài, trong sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một gương là chính Chúa Giêsu đã một thời sống ở trên đất này để làm gương cho chúng ta. Trong bài trước thì chúng ta đã học về bài 13 là báo tin vua ra đời, và bài 14, bài 15 chúng ta sẽ học về giao phó của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời Chúa Kitô sáu quấn. Thì quấn 1 đó là phần giới thiệu và thời thơ ấu. Chúng ta đang ở phần giới thiệu báo tin vua ra đời từ Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 tới câu 25. Trong bài 13 chúng ta đã hiểu về lý do tại sao mà Chúa Giêsu được sinh ra, mục đích của Chúa Giêsu được sinh ra ở trên đất này. Và chúng ta cũng hiểu về hoàn cảnh của Mary và Joseph cái lúc ở Nazareth, thì có thiên sứ Gabriel đến để báo tin Chúa Giêsu sẽ được sinh ra bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh. Trong phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Ngài. Trong cuốn 1 chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Thánh Linh ơi, chúng con mời gọi Ngài đến trong thời giờ này. Xin Chúa Ngài chúc phước, sức dầu và ơn trên chính mình con và anh chị em của chúng con. Ngài sử dụng chúng con, Ngài khai phóng quyền năng của Ngài đến trên tâm trí, tấm lòng và ý định của chúng con, để hầu cho chúng con được kinh nghiệm Ngài, được học với Ngài và được chính mình Ngài dạy dỗ, và sau đó chúng con áp dụng để trở nên một chứng nhân cho Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con nói với Chúa rằng Ngài hoàn toàn được tự do tại nơi đây. Ngài toàn quyền trên chúng con và trên hết thảy anh chị em của chúng con, ở gần cũng như ở xa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giao phó của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta thấy rằng trong hình thì có bốn cái hình như vậy. Và trong mỗi một gia đình, trong mỗi cuộc đời thì đều có gia phổ, đó chính là gia phả. Và cái gia phả này thì đặt ở dòng họ và được ghi chép từ rất là nhiều đời trước để có một cái truyền thống. Thì cũng như vậy đối với người Do Thái, có bất cứ một người nào đều có một cái gia phả, gia phổ, và gia phổ này thì được ghi chép rất là cẩn thận từ đời này ra đời kia, qua đời kia, và được lưu ở một cái dòng họ. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy đó là gia phổ của Chúa Giêsu thì ở Bethlehem, và được lưu ở phòng hộ tịch ở Bethlehem. Tại sao? Bởi vì ở tại nơi đây là dòng dõi của vua, dòng dõi của vua, và ở tại nơi đây thì vua David được sinh ra và được gì, được lưu lại tại nơi đây. Chúa Giêsu là con của vua David. Chúng ta thấy phần báo tin vua ra đời ở trong đoạn bài 13 và phần giao phó của Ma-thi-ơ đang nằm ở trong phần đoạn thứ nhất, thì đó đang nằm trong phần giới thiệu của phúc âm Ma-thi-ơ. Và chúng ta thấy ở đây có Ma-thi-ơ chia ra làm ba, làm năm phần. Phần đoạn 1 của sách thì là phần giới thiệu, đoạn 2 của sách thì viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đoạn 3 từ câu 1 tới đoạn 4 câu 12 thì nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, đoạn 4 câu 12 trở đi tới đoạn 13 thì hết đoạn 13 thì nói về năm được mến mộ của Chúa Giêsu, và từ đoạn 14 đến đoạn 27 thì nói về năm khổ nạn của Chúa Giêsu, và đoạn 28 thì nói về giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu. Vậy thì trong đoạn 1 đó là phần giới thiệu,
Và chúng ta thấy có hai cái gia phổ ở trong sách Phúc Âm của Chúa Giêsu. Đó là theo Luca thì gia phổ của dòng họ Mary. Tại sao lại có hai cái gia phổ trong theo sách Phúc Âm? Chúng ta có bốn sách Phúc Âm: Mark, Matthew, Mark, Luca, rằng nhưng mà mỗi một sách Phúc Âm này nói viết về Chúa Giêsu trong một cái góc cạnh khác nhau và viết cho những độc giả khác nhau. Như Matthew thì biết Chúa Giêsu là vua và biểu tượng Chúa Giêsu lúc này giống như là sư tử của Giuđa, và Mark thì viết về Chúa Giêsu như là người đầy tớ, và đối tượng viết đấy thì là cho người Na Mã, còn đối tượng viết của sách Matthew thì cho người Do Thái. Và biểu tượng của Chúa Giêsu trong Mark giống như là con bò. Và đối với lại Luca thì đối tượng viết của sách Luca viết về Chúa Giêsu đó là cho muôn dân muôn nước, và đối viết về Chúa Giêsu là con người toàn hảo. Còn Giăng thì viết về Chúa Giêsu là thần và biểu tượng là chim ưng hay chim đại bàng, và Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Cho nên đối với Mác và Giăng thì không có gia phổ vì là đầy tớ và là thần, con Đức Chúa Trời thì không có gia phổ. Nhưng mà Ma-thi-ơ viết về Chúa Giêsu là đức, là vua, vua dòng dõi của David, cho nên có gia phổ. Cũng như Luca là có gia phổ. Vậy thì chúng ta có hai cái gia phổ. Thứ nhất là theo Luca thì đây là gia phổ theo dòng họ dõi của Mary. Thứ hai, gia phổ theo Matthew đoạn 1 câu 1 đến câu 17 là gia phổ của dòng dõi của Joseph. Và theo Matthew thì chúng ta thấy gia phổ được chia làm 4 giai đoạn và có tất cả là 42 đời, mỗi giai đoạn có 14 đời. Chúng ta thấy đầu tiên đó là đời đầu tiên, đó là trước Chúa Giêsu 2000 năm là thời Abraham, thì được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1 tới câu 5. Và đây là cái thời kỳ của Abraham. Đoạn thứ hai là Ma-thi-ơ gia phổ thứ hai, đoạn thứ hai thời kỳ thứ hai là Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 6 đến câu 11, nói về đoạn giai đoạn vua David. Vua David thì sống trước Chúa Giêsu là 1000 năm và ngài là vua. Đây là một vị vua rất là được Chúa yêu. Và giai đoạn thứ ba đó là Babylon, từ đoạn Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 12 đến câu 15, cách Chúa Giêsu là 600 năm. Và cuối cùng là đấng Christ, là một Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16-17. Như vậy thì tất cả những cái giai đoạn này thì đều có 14 đời, và tổng cộng lại có 42 đời tính tới thời Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng ở trong hình thì chúng ta thấy các giai đoạn thì khác nhau. Đoạn Abraham là hai trước Chúa Giêsu là 2000 năm, vua David trước Chúa Giêsu 1000 năm, giai đoạn Babylon trước Chúa Giêsu 600 năm, và đấng Christ. Và chúng ta lưu ý, chúng ta dùng bút của chúng ta gạch tên Abraham ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 12, David ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 6, Babylon ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 12, và đấng Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16. Như vậy thì chúng ta thấy rằng gia phổ của Chúa Giêsu thì gồm có 42 đời và được chia ra làm 4 giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn thì có tất cả là 14 đời. Và ở đây thì chúng ta có hai gia phổ. Gia phổ theo Luca được viết để bày tỏ Chúa Giêsu là một con người toàn hảo. Và gia phổ theo Matthew là gia phổ của dòng dõi của Joseph, là dòng dõi của con vua David. Và
Chúng ta thấy ở đây có bốn cái bậc thang hay là bốn cái giai đoạn. Thứ nhất là Abraham, thời kỳ của Abraham trước Chúa Giêsu 2000 năm, được viết trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1 tới câu 5. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ của vua David trước Chúa Giêsu là 1000 năm, từ đoạn sau từ câu 6 tới câu 11. Và giai đoạn thứ ba, thời kỳ thứ ba là Babylon, Ma-thi-ơ 12 câu 15. Và chúng ta thấy thời đại của Đấng Christ câu 16 câu 17. Cảm ơn Chúa vì chúng ta nhớ để chúng ta áp dụng, để bây giờ khi mà học lời của Chúa chúng ta động tới cái giao phổ này. Ngày xưa chúng ta đọc giao phổ chúng ta thấy rất khó hiểu, nhưng bây giờ chúng ta thấy rất là giá trị, bởi vì nó ghi lại cái lịch sử, nó ghi lại cái gia phả, nó cho chúng ta biết là xuất xứ hay là dòng họ của Chúa Giêsu. Cho nên cái niềm tin vào Chúa Giêsu nó không phải chỉ bắt đầu, nhưng mà tin vào Chúa Giêsu chúng ta thấy được rằng chúng ta có nền tảng sự cứu rỗi chắc chắn, được truyền duy trì ở trước đó cả 2000 năm trước rồi. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa chúng con, cảm ơn Ngài vì chúng con được học bài 14 về gia phổ phần 1 của Chúa Giêsu. Xin Ngài đến và Ngài chúc phước trên anh chị em của chúng con, hết thảy chúng con. Chúng con ngợi khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào anh chị em. Hẹn gặp lại trong bài 15.